phát biểu gì không kìa? Hôm nay mọi người được đi tàu lửa rất là vui. Trời nhỏ này nó nhỏ xíu mà nó cũng biết nói. Cái xà bông này làm bằng làm từ sữa dê nè. Mới nhìn con gái của bác làm trò nè. Nói chuyện chơi. Nói giỡn. Hết hồn. Có muốn mua gì không? Tôi thích cái giỏ nó quá. Có giỏ nó hái trái cây. Ha, Đức. Excited. Oh, what's going on? That's okay.
vô được hả? Cái này là giống như cái elevator đúng không? Thank you.
Volunteering here.